Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 thì Xuất Đỉnh lên một cái combo hàng bãi Nhật, phải nói là cực kỳ là rẻ để phục vụ cho các bác chơi một cái bộ âm thanh hàng bãi đầy đủ tiêu chí, chất âm hay, hình thức đẹp và giá thành thì là hàng bình dân. Cả bộ này thì Xuất Đỉnh đọc luôn giá cho các bác chỉ có 5.500.000 đồng, tức là 5.500.000. Giá này thì nó chỉ bằng một cái bộ dàn chung thôi, dàn chung gọi là vừa vừa tiền. Nhưng ngược lại thì đây là một bộ phối ghép thì nó sẽ hay hơn những cái bộ dàn rất là nhiều. Cho nên các bác nếu như có nhu cầu chơi một cái bộ âm thanh gọi là vừa túi tiền thì đây là một cái bộ mà Xuất Đỉnh phối ghép cho các bác cực kỳ là hay và chơi rất tốt, diện tích phòng 30m². Bộ này gồm có một chiếc âm đi đài của hãng Onkyo. Đây là một chiếc âm đi đài hàng nội địa của Nhật, điện 100V, chạy 4 sò than xuất âm tụ, model của nó là I1, dòng này cũng khá là ít. Và một cặp loa Pioneer GS710V. Dòng này thì nó sử dụng là một bát điện, một bát và một tép ở phía bên trên. Chất âm của dòng này thì rất là hay. Và nghe Bolero nhà vàng trữ tình hoặc nghe hòa tấu không lời thì đặc biệt là cái giải tép của dòng này nó rất là sáng, nghe rất là tơi luôn. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác hàng cái sản phẩm này. Các bác có thể là mua cả bộ hoặc các bác có thể là mua riêng lẻ âm ly hoặc là mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Đầu tiên thì sẽ quay cho bác về chiếc âm ly. Đây là một chiếc âm ly đài hàng nội địa của Nhật, thì FM của nó tần số chỉ có 90. Cái đài nó rất là mới, rất là bóng, còn in cả cái hình của Xuân Đình này. FM của nó là tần số 90. Đài đó thì vẫn hoạt động tốt. Rồi mình sẽ test đài cho các bác. Thứ nhất là test AM trước. Đây là AM. Cụ thể giáo dục mầm non công lập tăng khoảng 75%. Tôi sẽ dùng ngay Vigaram Tâm Bình. Vigaram Tâm Bình tăng. Trong đó có 36 người tử vong. Theo thông tin từ viện Pasteur, có chỉnh ba check đầy đủ trên máy, có ba lăng, có download. Các bác kết nối thiết bị bên ngoài qua đường tap này. Khi các bác gạt đường tap này xuống on này. Đấy, thì khi bác cắm điện thoại đằng sau hoặc cắm tivi máy tính đằng sau thì ra sử dụng volume này. Đấy. Và nếu như không sử dụng cái đường tap để nghe điện thoại nữa thì các bác nghe đài thì nó chỉ cần gạt nó lên. Gạt lên trên. Và hẹn quý vị và các bạn. Đấy. Rất là dễ sử dụng. Chiếc âm ly này thì nó là hàng nội địa của Nhật, điện 100V, size của nó là size 45, vỏ gỗ của nó thì đẹp xuất sắc rồi. Đấy. Vì tần số em của nó chỉ có 90, hàng nội địa của Nhật, cho nên là nó cái phần giá thành khá là mềm mại, mức giá chỉ có 2.500.000 đồng. Nếu nói về dòng âm ly đài thì đây là những dòng âm ly gọi là rẻ nhất, cho nên là nhiều các bác hay xem các kênh thì các bác nói tại sao mà cái những dòng âm ly đài nó lại rẻ như vậy. Tại vì tần số của nó chỉ có 90 thì nó cũng hạn chế một số đài. Nhưng ngược lại thì các bác nói thật là nếu như mà thư giãn cũng như nghe đài thì các bác chỉ cần nghe đài tiếng nói Việt Nam là các bác cũng đủ sướng rồi. Tại vì nó rất là nét. Là có nhiễm hay không? Mức độ nhiễm là bao nhiêu? Có chỉnh ba check đầy đủ trên máy, có ba lăng, có download. Trên này là núm giò đài. Hình thức thì đẹp len keng, điện 100V. Dòng này thì nó là dòng xuất âm tụ, công suất thì nó chỉ ghi khoảng độ 40W thôi. Nhưng ngược lại các bác thấy rõ là Xuân Đình đang ghép một cái cặp loa này, một bát điện này, một bát này, đây là hai bát, một bát điện này, một bát 18 và một tép giấy này. Rất là khỏe luôn. Các bác đánh về những dòng loa toàn giải bát 20, 25 thì cũng rất là tuyệt vời. Và các bác đánh những dòng loa bookshelf cũng được. Đấy. Quan trọng nhất là vẫn là cái mức giá tiền. Chất âm thì đảm bảo với các bác là sẽ hay cái tầm tiền và âm ly này còn nguyên zin. Phát đồ này chúng ta phải... Âm ly Onkyo model của nó là I1, chỉ có duy nhất một chiếc, có mức giá là 2.500.000 đồng. Còn tiếp theo thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác về cặp loa. Cặp loa này là cặp loa Pioneer GS710V. Dòng này là dòng loa cũng khá là độc đáo, thiết kế là một bát điện này. Đấy, một bát và một tép, tức là hai bát, cho nên cái tiếng bát của dòng này đánh rất là lực và cái tép của nó là tép giấy, nó rất là sáng. Nhưng đây là nhà sản xuất người ta làm ra cái loa này rồi, cho nên là vẫn là trong những cái video mà rất là nhiều các bác hay hỏi là loa một bát một tép thì lấy đâu ra giải chung. Thì thực ra các bác nói thật một cái rất là thật lòng là các bác chưa hiểu gì về loa cả. Tại vì khi người ta sản xuất ra cái loa thì người ta sẽ phải tính là đủ ba giải bát chung tép
trên một cái loa. Thì nhiều các bác nếu mà chưa hiểu rõ thì các bác thấy những dòng loa Tannoy nó chỉ có một bát trên một thùng, tại sao người ta vẫn chơi đủ được ba giải bát trung tép. Cho nên những cái này mà các bác không hiểu thì các bác nên tìm hiểu thêm cho kỹ, cũng như Xuân Đình giải thích để các bác biết là người ta sản xuất ra loa thì người ta phải tính toán hết rồi. Cho nên các bác cứ an tâm mà sử dụng, cũng như không quan trọng về một loa hay là hai loa hay là ba loa trên một thùng đâu. Cặp Pioneer GS710V này thì kích thước chiều cao của loa đạt 55, chiều ngang của nó là 24 và chiều sâu là 30. Tổng quan loa thì quá xuất sắc. Cặp này rất là đẹp, đẹp như mới luôn. Nhưng đây nó vẫn là đồ cũ. Trở kháng của nó là 6 ohm, công suất của nó là 75W một loa. Đấy, số series của nó là 44 Made in Japan, lỗ thông 10 phía đằng sau. Đây là chiếc loa còn lại. Loa này thì trùng series và loa thì quá xuất sắc, không có điểm chê gì về loa vì nó quá đẹp rồi. Cái loa này thì các bác chơi tốt những diện tích phòng từ 25 đến 30 mét vuông. Hình thức của loa rất là sang trọng. Dòng này cái tiếng bát của dòng này đánh rất là hay vì nó có một cái bát điện. Và bát này là bát thật luôn, không phải bát giả đâu. Bát úp ngược ở phía đằng trong ngược ra. Đấy, cho nên cái tiếng bát của nó đánh rất là tốt. Hai bát 18 gân mút màng carbon, một tép giấy, trở kháng 6 ohm, công suất 75W một loa. Cặp này Xuân Đình đã bán mức giá chỉ có 3 triệu đồng, căng cước đầy đủ và đẹp len keng. Tổng cả bộ này thì là mức giá là 5 triệu rưỡi. Các bác có thể là mua lẻ âm ly hoặc là mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Và video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 thì Xuân Đình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.